Xin chào các bạn, hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về máy triệt lồng vĩnh viễn của Boyer IPL1500. Ở đây 1500 chính là 1500 xung ánh sáng của cái máy triệt lồng Boyer này. Thì như các bạn nhìn thấy đằng sau máy, bạn có thể nhìn thấy rõ luôn là công ty và địa chỉ của công ty tại Đức ở đây. Máy có thiết kế rất là nhỏ gọn, vừa trong lòng bàn tay, và đằng sau máy này thì có luôn là ba cái mức công suất các bạn có thể lựa chọn 1, 2, 3. Với công suất tối đa của ánh sáng là được 1500 xung ánh sáng. Khi sử dụng thì các bạn chỉ cần cắm dây của máy vào cho ống máy như này, và sau đấy thì bạn có thể lựa chọn được mức công suất, và mức công suất sẽ tăng dần từ 1 cho đến 3. Đấy. Tùy vào da của mình, bạn có thể lựa chọn các mức công suất khác nhau. Khi sử dụng thì các bạn chỉ cần dí sát máy vào da và bấm. Bạn sẽ thấy một tia sáng lóe lên và phần dưới da sẽ ấm hơn một chút. Với máy triệt lông Boyer thì sau cái 4 lần điều trị liên tục, và chỉ là với 4 lần đầu tiên này thì bạn sử dụng với tần suất là 2 tuần một lần, thì lông và cái phần khu vực bạn điều trị nó có thể giảm được đến 50% cái khả năng mọc lại. Và từ sau 4 lần đấy thì bạn có thể sử dụng là cách là 3 tuần một lần để điều trị, để duy trì và giảm bớt cái lượng phát triển, và dần dần như vậy khả năng phát triển trở lại của lông hoặc tóc nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và sau thì bạn chỉ cần duy trì theo cái nhu cầu của các bạn. Với máy triệt lông Boyer thì các bạn có thể làm đẹp và làm sạch ở nhà rất là dễ dàng, và nó phù hợp cho cả nam lẫn nữ đều có thể sử dụng, và chúng ta không phải tốn quá nhiều tiền ra spa hay là mất công để đặt lịch hẹn hay làm bất cứ gì. Với máy Boyer bạn có thể sử dụng luôn những công việc đấy tại nhà rất là thuận tiện. Cảm ơn các bạn đã xem clip.